Riot có thể sẽ thêm lượt cấm để giải đấu bớt nhàm chán. Nếu theo dõi các giải đấu thời gian qua, khán giả sẽ nhận thấy một vài tướng liên tục được chọn. Hai cái tên điển hình chính là Lucian và Zeri khi chúng liên tục đối đầu nhau tại các giải đấu lớn nhỏ. Thậm chí tại LPL mùa xuân hiện nay, Zeri là đối thủ của Lucian trong 66% số ván, 29 trên 44 ván tướng đang góp mặt. Điều này khiến khán giả không khỏi cảm thấy nhàm chán khi liên tục phải theo dõi một kèo đấu. Hệ quả là nhiều người đã gửi yêu cầu thay đổi tới Riot. Thay đổi có thể là với hệ thống cấm chọn cho tới sức mạnh tướng để tình trạng trên không còn tiếp diễn. Trong một buổi trò chuyện với chuyên gia LS, thành viên đội cân bằng Riot Chusi cũng nhận được câu hỏi về vấn đề này. Đại diện Riot tiết lộ, cách giải quyết nhanh nhất là thêm lượt cấm. Điều này cũng giúp cân bằng lợi thế khâu chọn team giữa đội xanh và đội đỏ. Khi nhìn vào thông số thì việc một vài kèo đấu diễn ra quá nhiều khiến chúng tôi cảm thấy cần đưa ra thay đổi. Ví dụ ở đường dưới, kèo Lucian Zeri thường xuyên xảy ra tại các giải đấu lớn. Việc thêm lượt cấm sẽ giải quyết điều này và giúp đội xanh, đội đỏ trở nên cân bằng hơn. Chúng tôi sẽ nghiên cứu và đưa ra hệ thống cấm chọn hợp lý hơn trong thời gian tới. Với số lượng tướng ngày một lớn, việc mỗi đội chỉ có 5 lượt cấm là không đủ để hạn chế các lựa chọn quá mạnh. Kể cả với môi trường rank đơn thì người chơi cũng cần thêm những lượt cấm. Hy vọng Riot sẽ có những chỉnh sửa thật hợp lý để tránh tình trạng Lucian Zeri xuất hiện liên tục. Bow down to the...